Em Hùng xin kính chào quý cô bác anh chị em yêu Lan trên cả nước. Thì hôm nay nhân dịp cái cây Lan phi đẹp đột biến Hồng Yên Thủy nở tại vườn Lan của em, vườn Lan Hồng Thanh. Thì, nhân tiện đây thì em quay lại cái video để nói về cái nguồn gốc và xuất xứ của cái cây Hồng Yên Thủy này. Thì là phi đẹp Hồng Yên Thủy là một trong những bông lan phi đẹp đột biến có mặt trên thị trường khá sớm nha anh chị em. Thì giá mức ổn định từ năm 2019, bông này đã có lên tới 20 triệu một sen. Thì sau một cái thăng trầm sóng gió thì em ấy xuống mức giá 5-6 triệu một sen, có khi xuống tới 3 triệu. Nhưng mà hiện tại năm 2021 thì giá Hồng Yên Thủy hiện tại thì nó đã lên tới 20-22 triệu một sen lại trở lại rồi. Tin là rất vui đúng không cả nhà? Thì bông đẹp như thế này mà, nhưng mà cái cây có hoa như thế này thì các nhà vườn bán thì cái giá nó có hơi cao một tí. Nhưng mà anh chị em cũng có thể bỏ ra một số tiền chút xíu nữa thì để mua, để cây nó có cái hoa chính chủ thì nó sẽ yên tâm hơn. Còn về cái nguồn gốc và xuất xứ của cây Hồng Yên Thủy thì cái tên Hồng Yên Thủy được bắt nguồn từ một câu chuyện có thật xảy ra tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình nha mọi người. Vào năm 2015, anh Tài ở huyện Yên Thủy có mua được một giò lan khá đẹp của một người trong vùng. Điều đặc biệt là cây lan này được trồng trên một cây nhãn nha mọi người. Ở khi đó giò lan cho hoa và có kích thước khá lớn. Sau đó anh Tài điện ngay cho anh Trường, một người bạn thân thiết của mình, đến để chiêm ngưỡng giò lan này. Ngạc nhiên và vô cùng thích thú với vẻ đẹp của giò lan, anh Trường đã được anh Tài nhượng lời giò lan phi đẹp quý. Thì để nhớ về nơi mà anh đã bén duyên với giò lan này, anh Trường đã đặt tên cho bông lan phi điệp này là Hồng Yên Thủy, là nơi mà anh ấy đã mua cái cây này đó mọi người, cái nguồn gốc của cái cây Hồng Yên Thủy này. Còn về em thì em mua ở hôm nay mọi người nha. Đánh giá là hoa và giá trị thị trường thì mức giá vào giao dịch tháng 8 năm 2019 của cái lan phi điệp Hồng Yên Thủy này á thì rơi vào khoảng 5 triệu một sen, một mức giá không quá đắt so với dòng phi điệp như năm cánh trắng Nha Trang hồi đó là có 20 triệu đồng một sen. Hay Bố Di Tiên Sa nhưng cũng được ship vào các mặt bông được ưa chuộng tính sao. Thì sau đó là nó nhảy lên tới 20 triệu. 20 triệu một sen rồi, xong rồi cũng thăng trầm sóng gió xuống. Còn cái nguồn gốc của cái cây này em lấy là tại của cái vườn lan anh Vũ Neo ở Biên Hòa. Và về em chăm lúc em lấy thì nó có nụ rồi. Hiện tại về em chăm cũng tháng nữa thì nó nở luôn. Ai mua như thế này cho yên tâm cả nhà, rất đẹp, một bông rất đẹp. Hiện tại thì cái cây nó cũng được 20 sen và cho em một cái mầm gốc. Và đây một cái hồng bi mới nhú lên nữa. Đấy, em chăm em không có dùng thuốc để kích hoa dưỡng hoa gì đâu ạ. Em bón cái bên 01 của Hồng Nguyễn đây. Dưới một phần tỉa bàn, hai phần con sâu của Nhật. Đấy, Hồng Yên Thủy rất đẹp, rất phê. Kính chúc cả nhà yêu lan thật nhiều sức khỏe và đặc biệt là chăm cây lan tốt, chọn đúng nguồn gốc, lấy cây chuẩn nguồn, chăm cây đạt làm cây giỏi nha mọi người. Giống như cái câu mà anh Xuân Hoa Lan Bình Phước hay nói là chuẩn nguồn, chăm cây đạt làm cây giỏi. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong một cái video gần nhất. Mọi người vui lòng ấn đăng ký kênh để tạo cho em một cái động lực để em quay tiếp tục những cái video về những mặt bông có tiếng ở nước ta rất đẹp. Em xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ạ.